Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.924 USD trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.923,52 USD và mức cao nhất là 1.924,65 USD trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục suy giảm nhẹ, đứng ở mức cao là 105,29 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 26.500 USD trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 4,334% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 90,14 USD trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với khảo sát vào hàng tuần mới nhất của hãng tin Kikonews cho thấy, sự bi quan về kim loại quý đã giảm bớt khi các nhà đầu tư bán lẻ đặt cược vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường quay trở lại xu hướng thận trọng. Theo ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định, tuần vẫn giữ nguyên xu hướng tăng nhẹ, tuần trước là một trong những tuần mà phe bán có nhiều cơ hội để đẩy vàng giao ngay xuống vùng giá 1.900 USD trên một ounce, nhưng họ không thể, ngay cả khi dữ liệu Mỹ cho thấy sức mạnh đáng kể. Tuần này thị trường sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu quan trọng về nhà ở tại Mỹ, tuy nhiên mọi con mắt sẽ tập trung vào các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi thị trường gần như đã định giá đầy đủ cho việc giữ lãi suất. Ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Ban đốc buôn Global Forex kỳ vọng vàng sẽ tăng giá trong một tuần khi mà bị chi phối bởi thông báo lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Ông cho rằng, tôi thích vàng trong tuần này và thực tế, nó đã thử nghiệm thành công mức giá 1.900 USD trên một ounce, tiềm năng thị trường sẽ hướng tới mức giá 1.950 USD trên ounce. Trong tuần trước, có 12 nhà phân tích phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kikonews và dự đoán của họ được phân bổ đồng đều, 4 chuyên gia tương đương 33% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, giảm giá và không thay đổi trong tuần này. Kết thúc vào ngày 22 tháng 9, trong khi đó thì có 415 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Minchit. Trong số này có 180 người được hỏi tương đương 43% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 156 người khác tương đương 38% dự đoán kim loại quý này sẽ thấp hơn, 79 người tương đương 19% đưa ra ý kiến trung lập. Theo Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại LG Future nhận thấy kim loại màu vàng sẽ yếu đi trong những ngày tới. Vị chuyên gia này cho rằng, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến một tuần giảm giá của thị trường vàng. Vì thị trường đang ở trong phạm vi giới hạn, vàng không thể vượt qua mức trên 2.000 USD trên một ounce và không thể phá vỡ dưới mức 1.900 USD trên ounce. Theo đúng nghĩa đen, thị trường đang ở mức trung bình. Đồng quan điểm này, Adam Burton, trưởng phòng phân tích tiền tệ tại Forex.com, đánh giá giá vàng có xu hướng giảm trong tuần này. Vị chuyên gia này khẳng định đây là thời điểm khó khăn trong năm và việc giảm tài sản rủi ro kéo giá vàng xuống thấp hơn. Và theo nhà phân tích cấp cao của Kitco, ông Siêu Kệ Ập cũng nhận thấy vàng đã có xuống đi xuống, biểu đồ vẫn nghiêng về phe gấu, vị chuyên gia này đánh giá. Còn với cuộc khảo sát mới nhất của Kikonews cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng rằng kim loại quý này sẽ giao dịch quanh vùng giá 1.924 USD trên ounce trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 68,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,97 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 68,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,95 triệu đồng trên một lượng. Với giá nhận đấu số 9 tại công ty này, mua vào mức 56,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,50 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 56,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,60 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại hiện tại không có điều chỉnh, mua vào mức 24.055 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.425 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.180 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.260 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi sau khi mà tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 60 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.825.000, bán ra 6.895.000, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.825.000, bán ra 6.897.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.800.000, bán ra 6.880.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.810.000, bán ra 6.880.000. Doji Hà Nội mua vào 6.810.000, bán ra 6.900.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.835.000, bán ra 6.895.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.825.000, bán ra 6.875.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.820.000, bán ra 6.870.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.740.000, bán ra 6.870.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.810.000, bán ra 6.900.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.800.000, bán ra 6.872.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Trước giờ mở cửa phiên này, mặt hàng vàng miếng SJC tại đây hầu như không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.825.000, bán ra 6.897.000. STC Huế mua vào 6.822.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.897.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.825.000, bán ra 6.895.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.827.000, bán ra 6.900.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.825.000, bán ra 6.897.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.823.000, bán ra 6.897.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.650.000, bán ra 5.750.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.650.000, bán ra 5.760.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.645.000, bán ra 5.720.000. Vàng 24K mua vào 5.543.4000, bán ra 5.663.4000. Vàng 18K mua vào 4.105.4000, bán ra 4.305.4000. Vàng 14K mua vào 3.150.1000, bán ra 3.350.1000. Vàng 10K mua vào 2.200.5000, bán ra 2.400.5000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.